Chăm bón cây sầu riêng ở giai đoạn ra hoa, sổ nhụy để hạn chế rụng trái non, nhà vườn cần chú ý điều gì? Và khi sầu riêng bước sang giai đoạn nuôi trái, đâu sẽ là điều cần quan tâm về dinh dưỡng? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 11 tháng 9 năm 2022 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.